Theo Bộ Công Thương, thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm đạt 3,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,24% so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê, 4 ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn gồm chè, sắt thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Sản phẩm từ chất dẻo vẫn giữ được mức tăng trưởng cao và có thể nói 4 ngành này đóng góp quan trọng vào kết quả xuất khẩu. 4 ngành này chiếm 23,86% tổng giá trị xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 69,13%, cao rất nhiều so với mức tăng trưởng chung là 36%. Ở chiều ngược lại, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, mặt hàng sắt thép các loại vẫn tăng trưởng đột biến, tiếp đến là nhập khẩu dầu mỡ động vật, hàng rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.